tôi nên sử dụng chế độ 4x4 nào khi đang đi trên cát? Khi nào tôi nên sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh? Xe 4x4 của bạn sẽ có một hệ thống gài cầu điện tử có sẵn hoặc hệ thống eShop hoặc hệ thống dẫn động 4 bánh tự động 2 tốc độ có sẵn cho phép bạn lựa chọn các chế độ 4x4 khác nhau tùy thuộc vào điều kiện lái xe của bạn. eShop cung cấp cho bạn chế độ dẫn động 2 bánh tốc độ cao, hiệu quả đối với việc lái xe trên đường thông thường, nâng cao hiệu quả và lái xe mượt mà. Chế độ dẫn động 4 bánh tốc độ cao chỉ nên được sử dụng trên địa hình hoặc trong tình trạng mùa đông trơn trượt như tuyết, đá và cát lún. Và chế độ dẫn động 4 bánh tốc độ thấp trợ lực cho bạn ở tốc độ giảm khi leo đồi, lái xe vào hoặc băng qua khu vực cát nằm dưới, leo đá hoặc kéo thuyền ra khỏi mặt nước. Hệ thống dẫn động 4 bánh tự động 2 tốc độ cung cấp cho bạn các chế độ 2H, 4H và 4L. Tự động xác định các điều kiện lái xe, tạo lực cho lốp bánh xe trước và lốp bánh xe sau khi cần thiết để không chỉ kiểm soát sự trượt bánh xe nếu xảy ra, mà còn giúp tránh hiện tượng này ngay từ khi bắt đầu. Hệ thống tốt cho việc lái xe hàng ngày và đặc biệt hữu ích trên các bề mặt ướt, tuyết hoặc sỏi. Bất kể bạn sử dụng hệ thống nào, bạn có thể thay đổi các chế độ 4x4 sử dụng công tắc trên bàn điều khiển trung tâm của bạn nằm bên phải vô lăng. Bạn vẫn muốn tiếp tục chứ? Giờ chúng ta hãy nói về cách chuyển đổi giữa các chế độ. Với hệ thống 4x4, bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ dẫn động 2 bánh hoặc 4 bánh tốc độ cao, hoặc 4 bánh tự động khi đang dừng lại hoặc ở bất kỳ chế độ nào. Khi bạn thực hiện, bạn có thể nhìn thấy thông báo đang chuyển sang chế độ 4x4 trên màn hình điều khiển trung tâm của bạn. Nếu bạn chuyển sang chế độ 4H, bạn sẽ nhìn thấy tin nhắn 4x4H bật sáng trên cụm đồng hồ. Nếu bạn chuyển sang 4A, bạn sẽ nhìn thấy tin nhắn 4x4 tự động bật sáng. Nếu bạn chuyển sang chế độ 2H, bạn sẽ nhìn thấy thông báo 4x2 bật sáng tạm thời. Và nhớ rằng khi chuyển sang vào từ chế độ 4L, giảm tốc độ về 5 km/h hoặc nhỏ hơn, và tin nhắn chuyển sang vị trí số trung gian. Bạn sẽ nhận được tin nhắn đang chuyển đổi khi thực hiện. Nếu bất kỳ lúc nào bạn nhìn thấy tin nhắn Ship Delay Pull Forward trong quá trình chuyển đổi, có nghĩa rằng hệ thống 4x4 của bạn bị kẹt. Nếu điều này xảy ra, chuyển sang số tới và di chuyển xe của bạn về phía trước một chút để giảm bớt kẹt. Sau đó, cài đặt xe của bạn về vị trí trung gian. Đôi khi, bạn cũng có thể nghe thấy tiếng ồn khi bạn chuyển sang một trong các chế độ 4x4 và đồng thời những tiếng ồn này không có nghĩa bạn đang gây hư hỏng cho xe của bạn. Bạn có thể chuyển đổi mượt mà hơn giữa các chế độ bằng cách nới lỏng bàn đạp ga khi tin nhắn đang chuyển đổi hiển thị trên cụm đồng hồ. Hãy nhớ, xe của bạn có thể có tính năng được gọi là bộ khóa vi sai điện cầu sau. Tính năng này khóa bộ vi sai cầu sau để hai bánh sau quay cùng một tốc độ nhằm cải thiện lực kéo và được thiết kế để sử dụng trong các tình huống đường địa hình. Giống như khi bạn chuẩn bị lái xe trên địa hình bùn, đất, tuyết hoặc đá cần một khoảng thời gian dài hơn. Để sử dụng khóa điện vi sai cầu sau, chỉ cần chọn chế độ bạn muốn sử dụng, sau đó kéo núm ra hoặc xoay núm trên hệ thống 4x2 để thiết lập. Một biểu tượng sẽ xuất hiện trong cụm đồng hồ báo cho bạn biết rằng bộ vi sai cầu sau đã khóa. Bạn sẽ cần lái xe dưới 30 km/h để hệ thống gài số, trừ khi bạn đang ở chế độ 4L. Và khi bạn vượt quá 40 km/h, hệ thống sẽ tự động nhả số. Bạn có câu hỏi nào không? Truy cập force.com.vn.